chơi xong Thanh Mang và Ngọc Ruby quyết vào đây để tô tượng các bạn ạ. À, ở đây có nhiều chú lợn xinh quá các bạn này. Wow, ba chú lợn khổng lồ luôn này. À, và Thanh Mang Ngọc Ruby đã vào ngay đây để tô tượng đấy. À, ở đây có rất là nhiều tượng luôn. Con sẽ chọn cô con tượng nào nhỉ? Con đừng sợ để cô lấy cho con không vỡ. Là Thanh Mang đã chọn cô cái gì đấy? Chọn cô Bạch Tuyết. Bạch Tuyết à? Đúng rồi, Bạch Tuyết. Được rồi, thôi con cầm ra bàn đi. Ở đây có rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn nhé. Rất là nhiều đồ chơi. Bạch Tuyết đâu rồi? Bởi vì đang chơi ở ngoài kia. Bây giờ Thanh Mang sẽ tô làm Bạch Tuyết này nhé. Con to.
chọn phần trên màu đỏ cũng được. Phần trên này con có màu vàng. Con đã đổi màu vàng khác thì nó mới tươi như thế này ấy. Nào nó sợ không chứ. Ta lại bé tôi khó quá. Cái này bao nhiêu tiền á? Còn xong nào mà trước thì các bạn này. Bây giờ Thanh Băng đang tô hai cánh tay và khuôn mặt màu da, còn nào mà trước nữa là xong thôi đấy. Các bạn nhìn có đẹp không? Không đẹp. Cũng tương đối là đẹp các bạn ạ. Và đã bạn nào tô nào mà trước như Thanh Băng thì hãy comment cho Thanh Băng biết nhá. Đấy con tô khuôn mặt này. Đây là cổ của nàng Bạch Tuyết. Con tô khuôn mặt màu da xong tí nữa con tô đôi mắt cẩn thận không có bị nhè ra bên ngoài nhá. Con cứ tô khuôn mặt đã, tí nữa tô đôi mắt kéo nó nhè ra ngoài. Đây là Thanh Băng tô xong làn da của nàng mình trước, bây giờ Thanh Băng đang tô đôi mắt của nàng mình trước đó. Con tô màu đen đậm vào thì nó mới rõ mắt. Con quắng cái màu lên. Quắng màu. Quắng màu lên đậm vào con tô cho nó chỉnh rõ hơn mắt. À. Con tô cẩn thận không nhìn đôi mắt. Rồi. Bạn ơi, vậy là Thanh Băng đã tô xong nàng mày tuyết các bạn này. Đấy, nàng mày tuyết có mái tóc màu đen này, chiếc áo choàng màu xanh này, chiếc váy bên trong màu tím, màu đỏ các bạn ạ. Và lá hoa này màu hồng này, và chiếc áo bên trong này màu vàng này, rất là xinh xắn luôn các bạn nhé. Nếu bạn nào đã tô nàng mày tuyết rồi thì hãy comment cho Thanh Băng biết nhé. Và Thanh Băng còn đòi nhận xét nhá. À, các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Nào, Thanh Băng cầm nàng mày tuyết nào.